Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO online 0879 80 1999. Hôm nay review cho các bạn một sản phẩm camera ngụy trang đồng hồ đeo tay. Đấy, thế này. Chúng ta mình đang là một chiếc vỏ của chiếc camera ngụy trang đồng hồ đeo tay nha các bạn nhé. Đấy. Đó. Đây, thì các tính năng nó sẽ ghi ở ngoài. Thứ nhất là vẫn sử dụng đồng hồ bình thường này. Thứ hai là có thể quay chụp ảnh này. Thứ ba là quay phim này. Đấy. Và thứ tư là có thể kết nối qua máy tính. Đấy. Cũng như là điện thoại. Đấy. Và khi bạn chuyển động vẫn có thể quay các bạn nhá. Đấy. Rất là ok. Và bây giờ mình bóc sản phẩm, mình sẽ giới thiệu sản phẩm cho các bạn. Đó, đây này. Trên mình các bạn đang là một chiếc camera ngụy trang đồng hồ đeo tay này. Đấy, một bản ngụy trang đồng hồ đeo tay. Bản này của mình sẽ là 16GB nhé. Bộ nhớ của nó sẽ là bộ nhớ trong. Bản 16GB bộ nhớ trong. Và dây của này sẽ là dây da của nhé. Dây da. Rất là... khi bạn đèo vào rất là lịch sự luôn. Đấy. Hãng của nó sẽ là hãng Altider các bạn nhé. Altider. Bên trên này nó sẽ là Quata. Đó. Thì bên này là mình là đã mua đồng hồ và đã đục vào các bạn nhé. Đấy. Thì đây, bên trên này của nó sẽ là nút công tắc tắt bật của chiếc camera ngụy trang đồng hồ này. Bên dưới sẽ nút chuyển đổi nguồn. Và đây sẽ là nút giờ nhé. Đây thì đây các bạn nhìn thấy kim vẫn chạy bình thường. Đấy, và pin của đồng hồ, pin của đồng hồ này nó sẽ tách biệt hoàn toàn với camera nhé. Camera cũng sẽ riêng biệt luôn. Đấy. Đó. Và khi bạn xoáy cái chân rắc, cái chân tre này ra thì bên trong này nó sẽ là một chân sạc. Chân sạc để hỗ trợ các bạn có thể, các bạn sử dụng hết pin các bạn ta sạc vào đó nhá. Thì khi bạn đeo vào rất là sang trọng, tại vì con này nhìn rất là lịch sự luôn. Đấy, bạn thấy không, đeo vào trông rất là lịch sự luôn. Đó. Kích thước của con này nó sẽ là 42mm bạn nhá. Đó. Đồng hồ lam, đồng hồ này đồng hồ lam bạn nhá, 42mm luôn. Đấy. Và mắt camera của chiếc camera trong đồng hồ này nó sẽ ở số 6 này. Đấy, ở số 6 nữa nhé, siêu kín đáo luôn. Đấy. Và bên cạnh nó sẽ là các tia hồng ngoại hỗ trợ là có thể quay đêm các bạn nhé. Đó. Chiếc đồng hồ là của mình quay cả ngày cả đêm luôn, okay, không ánh sáng quay hết các bạn nhé. Đấy. Đấy, nhìn rất là lịch sự luôn, nhìn rất là sang các bạn nhé. Đấy. Và tính năng của chiếc đồng hồ của nhà mình nó sẽ gồm có như sau. Thứ nhất là nó sẽ có chất lượng hình ảnh là Full HD 1080. Thứ hai là thu âm hình tiếng. Đấy. Và thứ ba là có thể xem lại qua máy tính. Đấy. Cũng như là các bạn có thể xem lại bằng bất kỳ thiết bị gì liên quan đến đầu USB này. Đấy. Là đều có thể xem lại hết các bạn nhé. Tiếp theo thì phần phụ kiện trước camera sẽ gồm lại. Đấy. Thì phụ kiện nó sẽ gồm là một dây sạc này. Đấy. Một cuốn sách hướng dẫn. Đấy. Thì cuốn sách hướng dẫn này mình sẽ không giới thiệu được thêm, tại vì trong video mà tất cả các video của mình đều có giới thiệu chi tiết cho bạn sử dụng luôn nên mình không giới thiệu thêm các bạn nhé. Đó, đây chất lượng 080 siêu sắc nét luôn các bạn nhé. Đấy, và con này của mình là thu âm hình tiếng rất là to và rõ ràng luôn. Đấy, thì nhắc đến công dụng của phụ kiện đó thì đây, cái công dụng rất là tiện lợi nhất là chiếc dây sạc này của mình là khi các bạn sử dụng hết pin các bạn sẽ sạc vào camera, các bạn cắm đèn sạc vào camera này. Đấy. Cũng như là khi các bạn mà muốn xem lại qua máy tính ấy, thì các bạn có thể kết nối luôn cái dây sạc ở đó, nó sẽ là một cái dây chuyển đổi luôn để các bạn có thể cắm vào tính các bạn xem lại. Đấy. Đó, rất là ok các bạn nhé. Đấy. À, cái công dụng của dây này rất là đa chức năng. Đấy. À, bạn nào có nhu cầu các bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 80199 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn cho các bạn. Và bên mình còn tuyển đại lý toàn quốc nhận độ chế camera theo yêu cầu. Bạn là có nhu cầu độ chế camera vào bất kỳ thiết bị điện tử nào, ví dụ hoặc là đồ gia dụng, ví dụ như là quạt này, ổ điện này, đồng hồ treo tường này, đồng hồ đeo tay này, đồng hồ để bàn, cũng như là điện thoại, là mình đều độ cho các bạn hết nhá. Đấy. Thì cách thức đặt hàng như sau. Thứ nhất là bạn sẽ chụp cho mình cái mẫu mà bạn muốn độ chế camera vào. Đấy. Rồi các bạn gửi qua Zalo cho mình
Zalo của mình trên số điện thoại như trên màn hình. Đấy, thì bạn gửi qua và yêu cầu mình là độ mắt camera ở bất kỳ đâu, bất kỳ đâu trong cái vật phẩm của bạn là mình đều có thể độ hết các bạn nhé. Đấy, cũng như chiếc đồng hồ này là mình đã độ ở số 6 này các bạn nhé. Nhìn rất là kín luôn. Đấy, thật sự nếu mà mình không giới thiệu cho các bạn thì các bạn chắc không nhận ra được. Đấy, đó sẽ là phần cách thức đặt hàng nhà mình. Và khi các bạn đặt hàng thì không phải cọc tiếc gì cả. Đấy, khi làm nhận hàng, khách hàng ok các bạn thanh toán các bạn nhé, không phải là hoàn hàng cho bên mình mà không mất được phí nào luôn. Đấy rồi, bây giờ thì mình sẽ vào hướng dẫn cho bạn cách sử dụng chiếc camera ngụy trang đồng hồ này. Đấy, thì để sử dụng chiếc camera trong đồng hồ này thì các bạn cần bật nguồn này lên. Đây sẽ là công tắc tắt bật này, bật xí liền đó. Thì khi này đèn nó sáng thôi đó. Đây, khi đèn sáng này nó đang ở chế độ quay video, đèn xanh ra trời các bạn nhé, đang chế độ quay video này. Và khi bạn chuyển sang lập tức nó sẽ sáng hai đèn này, một đèn xanh ra trời, một đèn xanh lá cây đó. Thì nó đang ở chế độ chụp ảnh. Thì đây bây giờ mình sẽ chụp bức ảnh các bạn. Đó, thì khi bạn chụp bức ảnh nó sẽ nháy một lần. Đây thì mình chụp sang bên này các bạn nhé. Đây các bạn nhìn rõ cái đèn này cho mình nhé. Đấy, nó nháy một cái thôi, tức là mình đang ở chế độ chụp ảnh rồi các bạn nhé. Đấy, tiếp theo mình sẽ chuyển chế độ sang chế độ quay video các bạn nhé. Đấy, thì chiếc đồng hồ của mình hiện tại nó đang hết pin do sản phẩm mới của mình. Đó, mới 100% nên là cái pin, thời lượng pin nó còn rất là ít, thì mình sẽ đổi một đồng hồ khác cho các bạn nhé. Đấy, và mình chụp ảnh nó tự tắt hết đèn, tức là nó đang hết pin rồi các bạn nhé, và mình sẽ đổi một chiếc đồng hồ khác. Các bạn đợi mình một giây thôi nhé. Đây này, mình vẫn lấy cái đồng hồ tương tự như vậy. Đấy, đều là sản phẩm mới mình hết. Đó, đây vẫn là chiếc đồng hồ có các bạn nhé. Đấy, mình sẽ bật lên này, mình sẽ bật lên. Đấy, đầu tiên là mình sẽ chuyển chế độ chụp ảnh này. Đấy, và mình sẽ chụp một bức ảnh nhé. Đấy, tiếp theo thì để khi bạn quay video thì các bạn ấn nút chuyển đổi cho mình. Đấy, các bạn ấn nút chuyển này. Đó, vào đây đèn xanh này, theo theo khi bạn quay video thì các bạn ấn một lần cho mình. Đó, cái đèn này nó sẽ nhấp nháy, nó sẽ tắt. Đấy, nhấp lại ba lần nó sẽ tắt này. Đấy, tức là nó đang ở chế độ quay video các bạn nhé. Đấy, là nó đang ở chế độ quay video. Đấy, đó thì hiện tại là mình đang quay video và mình sẽ phát ra âm thanh. Tí nữa mình sẽ test đến âm thanh của sản phẩm cho các bạn. Đấy, và âm thanh của con này thì rất là to và rõ ràng luôn. Chất lượng hình ảnh của này là siêu sắc nét. Đấy, mình sẽ quay toàn bộ cái khung cảnh của mình các bạn nhé. Đấy, góc quay của đồng hồ này sẽ là 150 độ. Đấy, và thu mình tiếng đầy đủ luôn các bạn nhé. Đấy, đấy. Rồi, ok. Thì khi bạn muốn dừng lại thì các bạn sẽ nút trên này cho mình. Đấy, lập tức sẽ sáng đèn xanh này, tức là bạn đã dừng lại rồi các bạn nhé. Đó, và khi bạn tắt đi thì bạn dí liền này cho mình đến khi nào đèn tắt được không? Bạn dí liền nhé. Đấy, cách thức sử dụng rất đơn giản thôi. Đó, thì bật máy lên, chuyển đục sẽ là chụp ảnh và để giữ nguyên nó sẽ là quay video. Đấy, tiếp theo thì mình sẽ test sản phẩm cho các bạn. Đấy, thì mình sẽ dùng cái dây nguồn này các bạn nhé. Mình sẽ dùng cái dây nguồn để test sản phẩm cho các bạn này. Và mình sẽ kết nối vào một chiếc laptop của mình. Đấy, thì đây mình sẽ quay toàn bộ luôn. Đó, mình sẽ cắm vào đây. Đấy, đó, và mình sẽ quay lên cái máy tính của mình các bạn nhé. Đây chính là trước máy tính của mình. Rồi, ok. Thì mình sẽ vào USB này các bạn nhé, USB này. Và mình sẽ vào Dencom này. Đó, thì đây sẽ là một bức ảnh và một đoạn video mình đã chụp ảnh và quay lại nhé. Đầu tiên mình sẽ test bức ảnh trước. Đấy, đây sẽ bức ảnh này. Đấy, đây sẽ đoạn video mình đã quay các bạn nhé. Đấy, chất lượng ảnh con này sẽ là Full HD 1080 nên là siêu sắc nét luôn. Đấy, do bạn ấy là mình cầm đồng hồ nó ngược. Đấy, thì khi mà lên xem lại các bạn cũng ngược theo các bạn nhé.
Đó. Ở đây mình chụp vào âm thanh lên các bạn nhé. Đây mình sẽ test lại các bạn nhé. Bạn lấy là mình chụp vào âm thanh. Ở đây. À, mình sẽ test lại tại vì bạn ấy là mình chưa bật âm thanh nên là nó chưa có tiếng gọi nhá. Và bây giờ mình sẽ test lại này, test lại phần video các bạn nhá. Đấy, âm thanh của sản phẩm rất to rõ ràng các bạn nhá. Chất hình ảnh và âm thanh của sản phẩm rất là to và sắc nét các bạn nhé. Rồi thì đây sẽ là màn giới thiệu sản phẩm, và khi các bạn muốn xóa đi thì các bạn có thể truy cập ra ngoài này, các bạn thì ấn vào format đó. Format và bấm start, tiếp theo bạn ok đó thì lập tức nó sẽ xóa toàn bộ các file luôn nhé. Thì chiếc đồng hồ này coi như là sẽ là đồng hồ mới luôn đấy, và tất cả sản phẩm mình là sản phẩm mới do là như mình đã mượn con sản phẩm thì gọi anh khách đặt đấy, và mình đã test sản phẩm coi như là đây sẽ là đoạn video tắt test sản phẩm của mình luôn đấy. Đó thế rồi, bạn đã có nhu cầu bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879801999 để mình có thể hỗ trợ cũng như là tư vấn chi tiết hơn cho các bạn. Và bên mình có bảo hành sản phẩm là 1 năm, lỗi 1 đổi 1 và có ship toàn quốc. Khi các bạn nhận hàng, các bạn được kiểm tra hàng, test hàng ok đúng dòng cáo và thanh toán, còn không các bạn thể hoàn hàng cho bên mình mà không mất một phí nào cả. Các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của mình để nhận được những ưu đãi đặc biệt nhất tại cửa hàng của mình, cũng như được free ship khi các bạn mua hàng từ xa. Bạn nào gần các bạn có thể đến trực tiếp tại cửa hàng của mình để mua hàng và thử hàng. Đấy. Rồi bây giờ xin chào và gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.